Tối ngày 29 tháng 2 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động tuần lễ áo dài năm 2024 và chương trình nghệ thuật Hương sắc áo dài Việt. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới dự buổi lễ. Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Tuần lễ áo dài năm 2024 kéo dài từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, tại các địa phương, các đơn vị trực thuộc, hội viên phụ nữ, nữ công chức, viên chức tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi công tác, hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể. Mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp trong tuần lễ này và tập trung đồng loạt vào ngày 8 tháng 3 năm 2024 nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Trong khuôn khổ buổi lễ, chương trình nghệ thuật Hương sắc áo dài Việt kết hợp giữa ca múa nhạc và công nghệ âm thanh ánh sáng màn hình 3D hiệu ứng trực quan trình diễn các bộ sưu tập áo dài gắn với 3 nội dung chủ đề: Tự hào áo dài Việt, Tâm hồn áo dài Việt và Tinh hoa áo dài Việt của nhiều nhà thiết kế trên toàn quốc nhằm tôn vinh các di sản nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của đất nước Việt Nam và những dấu ấn ngoại giao đặc biệt giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.